Hello. Em. Chào nghìn người đang xem chưa? Em. Chào nghìn người đang xem chưa? Mọi người kia vài tử rất là đông. Đây là cháu của tôi, thành viên nhỏ nhất trong đoàn. Cam hớn đã hụng ra tí con mèo này được không? Tí nữa không biết có phải cáo không. Tranh thủ quay đi, tí không quay được, tí nữa nó có sóng mà quay. Tí nữa lên đỉnh là có nắng đấy. Murat. Murat nhím. Đi bộ từ ấy giờ đến nghìn bước ấy. Nghìn cây mới sợ ấy. Xe điện đi vèo vèo. Ồ, không thể hiện tên người nhỉ? Nó ở đâu gì em nhỉ? Nó tên người đang xem nhỉ? Mất bên trái. Đấy, có người xem rồi nhau. Nó có lúc nó hiện lên, có lúc nó không hiện nhỉ? Em thấy. Nhưng mà nó không hiện lên. Người xem của bạn đây đây. Đâu, nó phải hiện lên. Đưa anh xem là nó phải vuốt sang bên nào ấy, nó mới có người hiện lên. Vuốt sang trái. Trái bên này. Xe điện phóng vèo 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 anh nhỉ? Của xe điện uy tín ấy. Ấy. 3.000 người đang xem đấy ạ. Chào 3.000 người đang xem. Đây, mới hiện này. 3 người. Đỗ Văn Hưng đã xem. Chào Đỗ Văn Hưng. Ba người xem mà, 3.000 người đang xem. 3.000. Em đang lên. Đến đâu rồi em ơi? 3.000 xem, đang lên. Anh gió từ bãi gửi xe vào. Đến chân rồi. Anh sắp đến rồi. Đợi tí lên thẻ ơi. Đi mẹ ai đây? Từng đoàn người vẫn chưa chân đường như đã xa đấy. Ai đến chân điện tử rồi, sao đến vào cổng mua vé này. Vé vào cổng ấy, nó chẳng phải vào cổng. Em chui rào qua thì không mất tiền. Để em bay lên đi. Để em bay lên để tháo ớ bật tường. Đi cáp treo từ đây lên thì không phải mất vé nhỉ? Đúng không? Hình như không phải mất. Hai bác đặt cáp treo cho nhím lên trên trước nhá. Ừ. Đầu mày ghi địa chỉ vào chưa? Mẹ mà tí nạc còn biết đường mà nói. Đấy, chắc bị cơm. Gỗ tàu không biết cái gì á. Chỉ Murat là giỏi. Đấy, xe điện cứ nối đuôi nhau ra chạy vèo 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 vèo. Đông nhỉ? Tí lên trên kia còn chen nhau cái gì. Hai nghìn người đang xem này. Ba nghìn người mới là đại chó, hai nghìn người. Hai nghìn người, ba nghìn người. Ba người xem, hai nghìn người cái chó. Tranh thủ phát đi, tí lên trên kia làm gì có sóng mà phát. Đồng chưa? Đồng nha.
Chân đường. À tí kia có ngựa cưỡi nhỉ? Ở dưới kia hay là dưới thung lũng hoa nhỉ? Trong kia sao ấy? Cẩn thận vung vào các cô chú không xong. Đây là Trần Hằng, đây là vợ của tôi. Sao ô tô vào đây nhỉ? Bến đỗ ngoài nhé. Xe thầu rồi. Hà lỗi đi. Thì thời tiết này âm u nên là không có nắng đâu. Không có đâu. 7:30 rồi. Dự tính lên đến đỉnh Chùa Đồng là tầm mấy giờ nhỉ? 12 giờ hay 10 giờ? 10 giờ. 2 tiếng rưỡi. Nên nghỉ ngơi đấy xuống là vừa. Sao nào về? Hết một buổi mùng 5. Hết buổi mùng 5 Tết. Cái hồ có cá nhỉ, câu cá hay sướng ấy. Hồ này này có cá đây. Rất cá minh. Hoa đẹp chưa? Hoa đẹp chưa? Hoa gì ấy nhỉ? Trúc Lâm Yên Tử. Nhau chụp kiểu ảnh không? Đi lên cổng mà. Cô đi cá treo không? Bông này bông giả, bông to là bông giả. Ừ thì bông to là bông giả. Nhìn luôn vào. Như mấy bác hàng chụp kiểu ta đang chụp cạnh người ta, mình chụp trong, mình chụp ngoài.
ra con rồng ngoài xa ra mới lấy được, đứng ra ngoài lấy được, phải đứng xa nữa nên. Nhưng biết cứ chụp cứ chó gì, chụp sát này lấy sao được cái kia. Thôi đi. Ủa cái bưởi sai chưa? Cái bưởi kìa. Cái bưởi to, bưởi ghép. Thôi đi, đi vào đây lên cổng mà. Đi qua cái này mới lên được cổng mà. Đi vào đây này. Hoa đăng, đèn hoa đăng này. Cứ là trúc. Nhưng cưỡi chiều bác bày ra cưỡi. Không. À, cưỡi ngựa làm cao bồi không? Con làm cao bồi không? Thôi, chả cưỡi đây cơ. Về nhà bác cho con cưỡi ngựa. Ngựa. Cưỡi ngựa. Cho thỏ đi, đẩy nhím bế thỏ lên trên. Cái gì? Bác mơ à? Bác mơ à? Ừ. Bác mơ à? Về nhà bác chú cho. Chú Tiểu là ngồi gõ mõ tụng kinh. Đồ lưu niệm. Mùi sáp trầm thơm nhỉ. Nghĩa ơi đây. Đi. Gậy của cháu này cầm gậy đi. Mua gậy cầm đi, cẩn thận vung bằng. Ôi chết cái mây đẹp chưa kìa. Em quả săn mây. Ôi cá lắm nhỉ. Cá đói ăn. Cho tay cũng bắt được cá. Mẹ ơi. Đàn cá kéo đến ăn cò à? Cái nhảy ăn. Nó ăn nhanh nhỉ. Mà ăn tí ra hết thì không còn một viên cò nào nổi trên đi. Kia trong cái hũ kìa. Nó vất xa xa ra. Rồi. Năm 2000 thôi. Năm 2000 là 100.000 còn năm 2000. Chưa được. Không có cá. Tiền gì? Tiền đó của tôi. Muốn tiền. Đi đây, mai đây, đi nhanh cá 10 giờ không đến đích kia rồi. Đến đây ngắm cá
Ô, mình có được treo thuyền nhỉ? Chắc không được. Không, nhỉ? Không đi được. Thuyền này chắc người ta. Như này gậy của cháu cầm đi. Cái này chụp cổng trời này, em chụp này anh chụp cho. Thôi anh kết thúc. Xin chào 1000 người đang xem nhá. Kết thúc hôm nay.